Đây anh em có hiểu xem đây, thì đây là một động cơ của con xe Taiga Elite FI, thì nó khá là hầm hố so với những dòng xe bình thường anh em ạ. Đấy. Thì anh em thấy đây, đây là hệ thống của bướm ga kim phun đều đã lâng hết ở đây, dỉ hết anh em này. Đấy, dỉ hết. Đây là vô răng này. Đấy, thăm dầu này, đều đã lâng nó ra rồi. Hiếu định tháo cái này ra, Hiếu kiểm tra nhưng mà thôi, nó chặt lắm anh em ạ, không tháo được. Đấy. Thì đây là tất cả hệ thống của nó như này. Thì bây giờ Hiếu sẽ tháo ra cùng anh em. Thì trước tiên chúng ta để tháo được cái đầu bò dàn hơi này là chúng ta phải lâng hết hệ thống bộ ba cả biến với cả họng ga này này. Và chúng ta sẽ nhổ hết các cái ống nước dẫn và rắc cảm biến anh em nhá. Đấy, rắc cảm biến chúng ta phải nhổ hết ra thì chúng ta mới làm được đúng không ạ? Bên này cũng vậy. Đây, chúng ta phải nhổ hết đường ống của nó ra. Và chúng ta chỉ cần thao tác như bình thường, chúng ta làm xe bình thường thôi, nó rất là đơn giản. Ở đây nó có một cái ti, là ti từ bơm nước sang hơi. Thì chúng ta sẽ lấy cái tô vít dẹt như này, và chúng ta sẽ nhể, chúng ta ép vào đây, chúng ta nhể cái ti. Anh em nhìn Hiếu làm một tay này, Hiếu nhể này. Ở đây nó có một cái chốt đây này, anh em nhìn hai cái khóa Hiếu đã tháo ra đây rồi. Đấy, nó sẽ khóa vào như này anh em nha. Đấy, nó khóa vào như này, đút đây là khóa đúng không? Thì đấy, Hiếu tháo ra rồi. Và Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em tỉ mỉ thôi. Đây, anh em chúng ta sẽ, đây chúng ta sẽ ép. Đấy, đây là Hiếu làm một tay đấy. Đấy, Hiếu làm một tay cho anh em xem. Lấy cái tô vít dẹt, anh em chúng ta sẽ khẽ nhể nhể đi là được. Đây này anh em nhìn này. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, chúng ta khẽ nhể đi. Đấy, là nó có độ hở ở đây này, là chúng ta có thể tháo được hơi ra. Đấy. Đen xì anh em ạ. Hết dầu mà anh em, con xe này là hết dầu mà. Đấy, chúng ta sẽ tháo ra. Đấy, cam cò các thứ, bây giờ chúng ta sẽ tháo hệ thống xích cam này ra, trục cam này ra. Nó đang bị kẹt anh em ạ, chết cứng, không thể nào xử lý được luôn. Anh em có Hiếu lưu ý nha, nếu chúng ta mà muốn tháo được dàn hơi vào đầu bò ấy, thì ở đây nó có hai con lục giác này, đấy thì chúng ta sẽ vặn vật ra. Chúng ta sẽ xử lý cái dùng bằng cái T17 nhá. T17 chúng ta hãm con ốc ở bên vô lăng bên đây. Và chúng ta sẽ vặn ra. Đó. Nó cũng rất là dễ ra thôi anh em. Anh em thấy chưa? Anh em có hiểu tháo tiếp hai con ốc 10 ở đây ra. Hiếu sẽ tháo ra này. Rất đơn giản thôi anh em ạ. Anh em chúng ta sẽ sử dụng bằng cái búa cao su, chúng ta đóng ra. Bốn cái long đền.
Anh em của Hiếu nhìn thẳng vào cái quả hơi này này. Đấy, nó bị hết dầu anh em nha. Đấy, hết dầu thì nó bị bó hơi và như vậy. Đấy. Anh em có hiểu lưu ý đây này, ở đây nó có một cái ti này. Đấy, cái ti để bơm nước làm mát vào hơi này. Thì khi chúng ta muốn tháo qua hơi này ra thì chúng ta sẽ ấn cái ti này thụt lại về bên này. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng bằng cái tô vít dẹt này, chúng ta ấn vào đây là nó thụt lại. Khi là chúng ta muốn lắp hơi thì chúng ta lại ấn vào đây, ấn vào đây cho nó. Anh em nhìn Hiếu làm mẫu này. Đấy. Đấy anh em thấy không? Đấy chúng ta ấn xong rồi chúng ta dùng bằng cái tua vít dẹt chúng ta ấn phát là nó sẽ xiên vào thôi. Nó rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta tháo ra thì chúng ta ấn cho nó thụt lại. Đấy. Chúng ta sẽ lấy búa cao su chúng ta đóng ra này. Đấy. Anh em của Hiếu nhìn đây. Đấy, hơi xước đúng không anh em? Hơi cháy xước hết này. Đấy, trên video thì Hiếu muốn chia sẻ cho anh em cái thực tế để cho anh em chúng ta cùng học nghề, cùng học hỏi lẫn nhau, chứ Hiếu không giấu nghề làm gì. Cho nên bảo sao rất nhiều anh em nó yêu quý Hiếu là như vậy. Đây này, xước này. Hiếu tháo ra như này để Hiếu quay nó chi tiết hơn. Hiếu quay video là chi tiết để chia sẻ cho anh em. Còn nếu như Hiếu mà cứ làm ở trên xe ấy thì nó vướng rất nhiều các thứ, nó vướng mà anh em chúng ta sẽ không bao giờ học được cái gì cả anh em ạ. Đấy, đây là quả hơi mà Hiếu tháo ra nhá. Đấy, đây Hiếu giới thiệu với anh em, đây là quả bít tông. Đấy, quả bít tông của nó cháy xước hết như thế này rồi, khi chúng ta quay lên nó có hiện tượng nó kêu két két két. Đấy, và củ đề không quay được, tức là cái này nó bị kẹt rồi thì củ đề của chúng ta không thể nào quay được. Chúng ta cố tình quay thì nó sẽ cháy củ đề và hỏng củ đề thôi. Đấy, nếu như chúng ta mà muốn làm hạn chế số tiền cho khách hàng là chúng ta phải cứu được cái tay này, vì cái cháy bít tông này nó đang bị hỏng mà, nó đang bị chầy xước và nó bị chết mất cái chốt ắc ở đây. Thì nếu như chúng ta mà muốn cứu được cái hệ thống máy ở trong biên này thì chúng ta phải xịt cái RB7 vào đây để cho nó trơn tru, và chúng ta sẽ dùng bằng kinh nghiệm của chúng ta để vam ép cái ắc này đi ra ngoài em nha. Thì chúng ta mua con ốc dài khoảng 15 phân thì nó thành ra như này, Hiếu mày thì nó như thế này. Đấy, và chúng ta sẽ đút vào đây và chúng ta sẽ vam ra thôi. Đấy, anh em hiểu không? Chúng ta đút vào đây này và chúng ta sẽ vam ra, đúng không? Thì trước khi chúng ta vam ra thì anh em chúng ta phải nhể cái khóa ở đây, hay mình gọi là cái phe cày đây, phe cày ắc anh em nha. Đấy, chúng ta nhể ra, anh em chúng ta sẽ nhảy hai bên ra. Đây là có cái khóa này, chúng ta bịt con tay vào để tránh cái tình trạng nó bị bay vào mắt mình. Làm cái đồ này nó phải thật là an toàn anh em nhá. Đấy, đây này, khóa phe này. Đấy, và bên kia cũng vậy, bên kia chúng ta cũng tháo ra. Đấy, anh em nhìn đây, thì Hiếu cũng chia sẻ rồi, cái việc tháo ra ấy, thì chúng ta phải giữ nó vào, tránh cái tình trạng nó bay vào mắt mình và bay vào mắt các con cái của mình, hoặc là bay vào mắt các cái hàng xóm láng giềng ngồi chơi với mình, đang ngồi xem mình. Cho nên là mình phải ấy, Hiếu xịt cái RB7 vào nhá, xịt cả vào bên trong mà này. Đấy, xịt vào trong, xịt vào ngoài con ốc này, chúng ta nhỏ xỏ vào đây. Đấy, anh em chúng ta sẽ đưa một cái khẩu như này bình thường vào đây được. Đấy, khẩu bình thường mà thôi. Anh em chúng ta lấy cho Hiếu một vài cái long đền cho nó chập lại cho nó cứng chắc. Hai cái long đền cũng được, không cần phải nhiều đâu. Chúng ta đưa vào đây, chúng ta vặn con ốc này vào đây. Đấy, chúng ta vặn ốc vào. Anh em kiếm cho Hiếu hai con nha. Một con này thì nó hơi yếu,
chúng ta phải dùng hai con, sử dụng hai con thì nó mới chắc chắn. Đấy, anh em chúng ta không phải cắt kiếc gì đâu, rất đơn giản thôi anh em nha. Rồi để Hiếu lấy thêm con ốc nữa. Đây Hiếu lấy thêm con này nữa. Đấy. Đấy, anh em chúng ta vặn, rồi chúng ta sẽ dùng bằng cái T13 chúng ta vặn vào thôi. Thì anh em chúng ta càng vặn sâu thì nó sẽ kéo cái ác của chúng ta ra ngoài. Đấy, như vậy là ok này. Anh em nhìn này. Đấy. Anh em nhìn đấy nha. Đây là cái quả bít tông mà bị lột biên hỏng nha. Đấy, anh em nhìn rõ không ạ? Quả bít tông lột biên hỏng. Bây giờ Hiếu sẽ vam cái ắc này ra ngoài. Anh em nhìn đây. Đây là cái chốt của cái ắc này. Đây nó nằm vẫn cân ốc đây nha. Đấy. Bây giờ Hiếu sẽ vam ra ngoài. Rất đơn giản luôn, anh em nhìn đấy, nó cháy cái mức độ nó cháy xước hơi này cơ mà, đúng không? Anh em nhìn nó như vậy thôi, Hiếu làm thì nó đơn giản như thế nhưng mà khi cho anh em làm là nó rất là khó khăn đấy. Anh em không phải nhìn thì Hiếu làm dễ mà anh em bảo dễ quá đâu. Đấy, anh em nhìn nha. Hiếu sẽ lấy cái tô vít dẹt, Hiếu sẽ hãm vào đây. Đấy, vặn vào thôi. Khi chúng ta vặn sâu nó sát vào cái tiếp này của chúng ta thì chúng ta cho ra. Anh em có hiểu cho ra Hiếu độn thêm cái khác vào vì cái ống này của nó hơi ngắn. Đây cái này là không vừa được luôn này. Đấy, không vừa được con ốc luôn anh em nha. Đấy. Bây giờ Hiếu sẽ tháo ra. Cái này anh em chúng ta cứ làm ít một nhúc nhắc. Đấy. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đút thêm một khẩu nữa vào. Đó, anh em chúng ta vặn vào nhé. Hiếu thấy làm cái này nó khá, nó đơn giản mà nó khá nhanh. Anh em chúng ta không phải cắt kiếc gì, rất vất vả luôn. Có nhiều anh em thợ phải cắt. Cái này Hiếu thấy nó đơn giản, làm anh em làm phát một là ra. Nói chung là lặng thì nó có lặng chứ anh em, vì nó kẹp cứng như này rồi thì nó chả lặng. Vừa lặng vừa chặt đấy chứ. Vừa vặn vừa nghe, nếu như nó mà có bị chặt quá, nó mà trờn con ốc này ấy, thì chúng ta thay con ốc khác. Nhưng mà theo Hiếu nghĩ là ít trờn được lắm anh em ạ. Có con nào nó căng quá hoặc chúng ta làm nhiều quá mới trờn thôi. Cái này mới Hiếu mới có làm có chục máy thôi. Nó phải làm 20 máy nó mới trờn được. À, Hiếu vẫn đang vặn ra, vẫn đang ra ngoài đấy anh em ạ. Áp bê tông gần ra ngoài anh em ơi.
Rồi. Đấy, anh em có hiểu như này chưa? Đấy. Đây là van ốc bê tông nhá. Không tốn tiền, chỉ mất mỗi con ốc, mỗi một con ốc này Hiếu mua có 2.000, con ốc dài này mua có 2.000. Có chỗ bán 2.000, có chỗ bán 3-4.000 gì đấy thì mình cứ gọi là có vài nghìn đồng thôi. Cần gì phải mua cái van ốc làm gì? Đấy, rất đơn giản. Anh em nhìn rõ không ạ? Bây giờ anh em của Hiếu sẽ bôi keo và chúng ta sẽ lát gioăng nhá. Đấy. Thì video clip hôm nay Hiếu quay thì nó vào buổi tối anh em nhá, cho nên anh em chúng ta xem video clip thì cũng thông cảm. Vì ban ngày thì Hiếu hơi bận này. Đấy, Hiếu hơi bận cho nên Hiếu không quay được video. Thì tranh thủ Hiếu làm cái video này ban đêm thì Hiếu quay cho các anh em để học hỏi thêm kinh nghiệm trong nghề anh em nhé. Quay ban ngày thì nó sẽ được cái chế độ 4K LED anh em ạ. À. Chúng ta quay ban đêm thì nó chỉ được một lửa thôi. Cho nên anh em của Hiếu xem video clip thì cũng thông cảm. Đấy, sau khi chúng ta bôi một lớp keo vào và chúng ta sẽ bóc một gioăng. Đây là gioăng Honda anh em nha. Đấy, chúng ta bóc gioăng. Chúng ta lát gioăng vào. Em kia, hàng ở trong kia nhá. Và lấy cho anh cái. Giới thiệu với anh em thì đây là cái ác nha, ác bít tông. Thì chúng ta sẽ bóc cái ác này ra. Anh em chúng ta sẽ xịt một tí dầu nhớt vào đây. Có nhiều anh em hỏi cái dầu nhớt mà Hiếu hay làm máy thì Hiếu lấy lọ dầu cắt chôn thôi anh em nhé. Hiếu lấy lọ dầu cắt chôn, Hiếu cắt, Hiếu đổ vào lọ thôi. Rồi. Chúng ta sẽ lắp ác vào đây. Anh em của Hiếu nhìn cái chữ in này này. Chữ in lên trơn cùng đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ hãm ở đây. Hãm khóa ở bên nào. Khóa này. Đây là video clip mà Hiếu quay chia sẻ cho anh em cách sửa chữa xe máy giáp hơi của xe lít anh em nha, xe tay ga phun xăng điện tử. Thì nó quay vào ban đêm cho nên là hình ảnh video nó hơi kém, anh em xem thông cảm anh em nhé. Vì ban ngày của Hiếu bận đấy, Hiếu làm nhiều xe. Đấy. Bây giờ Hiếu sẽ khóa vào đây. Anh em chúng ta làm máy móc hơi đầu bò thì tuyệt đối là chúng ta không thể nào quên không khóa phe nhá. Nếu như anh em chúng ta mà quên không khóa phe ấy là nó sẽ tụt cái khóa, tụt cái áp bê tông này ra, nó sẽ phá lòng xi lanh của chúng ta. Đây là anh em, đây là anh em đặc biệt lưu ý ở điểm đấy. Những video clip nào Hiếu cũng chia sẻ cho anh em rất là kỹ và thật tình luôn, cho nên anh em chúng ta hãy xem các video clip này để chúng ta có thể học hỏi nha. Chúng ta cho dầu vào đây. Đấy. Lòng xi lanh chúng ta bơm vào đây. Đấy. Và chúng ta sẽ lấy ngón tay sạch sẽ nhất, chúng ta xoa đều đi.
Đấy, và anh em chúng ta sẽ ráp lại. Khi đến điểm này thì anh em chúng ta sẽ nhớ đút ắc bít tông anh em nhé. Đây, cái gì nó chi tiết thì Hiếu đều chia sẻ cho anh em. Cũng rất mong anh em chúng ta học được một cái nghề anh em ạ. Anh em nhìn kỹ không? Anh em mình có khóa lại. Rồi, ok anh em ạ. Đấy, rất chắc chắn thôi nhá. Anh em chúng ta rửa đi, rửa xăng xịt sạch đi. Đấy. Anh em chúng ta sẽ cho dầu vào. Đấy. Nếu như mà cái vòng xoắn măng của chúng ta nó bị lệch thì anh em chúng ta sẽ cân chỉnh lại. Như vậy là ok anh em nhé. Anh em nhìn đây, nòng xi lanh Hiếu đã bôi dầu nhớt vào rất ok rồi. Bây giờ Hiếu sẽ ráp vào này. Đấy. Hiếu thì ít khi Hiếu ráp mà như thế này. Đấy. Thường thường thì Hiếu sẽ ấn quả trước như lúc đấy đấy, nhưng mà nó bị bột ra thì mình mới ráp như nào. Mình ấn quả trước vào cho nó cân xong là mình mới vào thì... Nói chung nắp kiểu nào cũng ok anh em ạ. Nó khó thì khó thế thôi, nhưng mà chúng ta lắp thì nó vẫn vào được hết anh em ạ. Đây, xích cam chúng ta cho vào bên trong này. Đây, anh em chúng ta ép hơi vào này. Anh em của Hiếu nhìn đây thì Hiếu thì hay tự tập cái thói quen cho mình là khi Hiếu ráp hơi, làm hơi hay làm dàn đầu, bất kể chúng ta tháo dàn hơi ra là Hiếu hay đưa cái quả bít tông của Hiếu lên điểm chết trên. Rồi khi đấy Hiếu ráp đầu bò vào là Hiếu sẽ căn chỉnh cam cò luôn. Còn có những anh em thì để cái quả bít tông này tít ở dưới đáy xong lúc đấy chúng ta mới lên, chúng ta mới vặn. Đấy. Nhưng mà theo Hiếu thì anh em nào mà đang học nghề thì chúng ta sẽ cứ theo cái kinh nghiệm hoặc bài bản của Hiếu chỉ dẫn cho anh em. Chúng ta cứ đưa cái cháy bít tông này lên điểm trên cùng này là chuẩn nhất. Rồi khi anh em chúng ta muốn căn chỉnh cam cò là nó dễ luôn. Còn ở đây thì nó là một cái ti để bơm nước làm mát vào dàn hơi. Thì bây giờ sau khi chúng ta lắp xong xuôi rồi thì anh em chúng ta sẽ đẩy nó vô. Đây. Đẩy nó vô nha anh em nha. Anh em nhớ xịt một chút dầu nhớt vào đây. Để cho nó trơn. Đấy. Thì anh em chúng ta đẩy nó dễ hơn, còn nếu như mà nó không có dầu ấy thì nó sẽ khó vào đấy anh em ạ. Cái này thì nó cũng tùy anh em thôi. Hiếu hay làm như nào thì Hiếu chỉ dẫn như thế. Còn anh em nào mà làm kiểu gì nó quen rồi thì anh em cứ làm theo ý của anh em. Đấy, mình thì mình làm như này. Anh em của Hiếu nghe thấy tiếng kêu đánh cách một cái không?
đây là vào rồi nhá. Thì ở đây nó có hai cái khóa thì chúng ta sẽ khóa nó lại. Anh em nhìn đây, chúng ta khóa lại này. Đấy, chắc chắn anh em nha. Anh em của Hiếu lưu ý nha, trên vô lăng ở đây nó có một cái mũi tên nhỏ, thì anh em chúng ta sẽ vặn cái điểm chữ T đấy đúng vào cái điểm mũi tên này là chúng ta căn chỉnh cam co anh em nha. Đấy, thì anh em của Hiếu nhìn đây, trời thì trời tối, Hiếu không biết là cái máy quay của Hiếu có nhìn được hay không, nhưng mà đây là chữ F này, đây là chữ T này. Đấy, hiện tại chữ T thì Hiếu đang lấy điểm chuẩn đây rồi. Rồi ok anh em, thì bây giờ chúng ta sẽ bôi một lớp keo. Anh em của Hiếu trước khi ráp đầu bò thì chúng ta sẽ ấn cái bộ cốt cam này vào nhé. Đây là bộ cốt cam này, chúng ta sẽ ráp vào đây. Đấy, ở trên những dòng xe nít thì cái bộ cốt cam này nó sẽ rời anh em nhé. Hiếu đang quay ban đêm cho nên là hình ảnh với cả chất lượng video thì nó hơi kém, thì anh em của Hiếu thông cảm nha. Ban ngày thì Hiếu nhiều việc không có thời gian để quay video cho anh em. Anh em của Hiếu sẽ vận cân nha, cân tay. Rồi ok anh em nha. Đây là cái khẩu súng bắn vít chuyên tháo dã máy. Thì khẩu này của Hiếu dùng đến bây giờ là khoảng tầm 10 năm. Và hiện tại Hiếu đang cũng cung cấp và phân phối những cái súng như thế này. Anh em nào có nhu cầu mà muốn sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 để được đặt hàng, đặt cái khẩu súng này về anh em chúng ta sử dụng anh em nha. Đấy, chúng ta làm rất là chuyên nghiệp luôn, làm rất nhanh. Anh em của Hiếu học cân cam trên những dòng xe lít tay ga FI anh em nha. Thì đây là cái nhông cam trước của nó này. Đấy, nhông cam trước của nó thì nó có hai cái gạch như thế này. Thì anh em chúng ta sẽ ướm vào đúng cái gạch ở trên cái mặt đầu bò như này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm. Hiện tại thì Hiếu đang quay video ban đêm cho nên hình ảnh video nó không được sắc nét lắm, cho nên anh em của Hiếu xem video clip thông cảm anh em nha. Đấy, để tầm này ngồi nó mới đúng. Ngồi nó dạ dật như này là khó anh em ạ, khó làm. Vướng cái máy quay. Ví dụ Hiếu lắp cái xích cam tầm này là nó không đúng anh em nha. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh. Sai thì chúng ta sửa anh em nha. Đấy, đôi khi mình phải lắp sai một chút xíu để cho anh em chúng ta có thể vừa học vừa làm. Nếu cái xích cam của nó căng quá thì chúng ta sẽ lới cái tì lên. Chúng ta sẽ lới cái tì tăng cam lên. Đấy,
đây là ti tăng cam tự động, cho nên là chúng ta phải lới lên thì chúng ta mới cân cam chỉnh cò nó mới dễ. Đấy. Đấy, anh em nhìn rõ không ạ? Anh em nhìn này. Đấy, chuẩn đét đấy anh em ạ. Hiếu trừ như các dòng xe tay ga này thì Hiếu làm rất là nhiều, cho nên là Hiếu chỉ cần nắp phát là ok ngay. Chẳng qua Hiếu chia sẻ cho anh em thì mình cứ tạo nó sai xiễn đi để cho anh em chúng ta biết cách để chúng ta sửa chữa thôi. Đây, anh em chúng ta lắp lốt cái này vào phản ốc. Đấy. Đấy, ok chưa anh em? Đây, lục giác này. Đấy, chúng ta siết chặt và nó ok anh em nhé. Như vậy là đã xong phần cân cam. Bây giờ anh em chúng ta sẽ chuyển sang phần chỉnh cò. Giới thiệu với anh em đây là cái bộ là cữ chỉnh cò này. Thì khi chúng ta làm trên xe tay ga ấy thì anh em chúng ta phải có một bộ này thì chúng ta mới chỉnh được anh em ạ. Đấy, nếu như chúng ta mà không có cái bộ này thì chúng ta chỉnh bằng cái kinh nghiệm của chúng ta thì nó sẽ không chuẩn. Ví dụ như con xe này ấy, thì chúng ta chỉnh thì như vậy là Hiếu sẽ lấy cái lá cữ 0,06. Thì nó cũng tùy anh em ạ. Ví dụ như xe là mới làm như thế này, mới làm hơi thì chúng ta có thể lên là cữ khoảng tầm 0,08, 0,07. Nó cũng tùy, nếu như độ hở càng lớn thì nó sẽ thoáng mái. Còn độ hở nó vừa vừa thì nó khi chúng ta chạy thì nó hơi lòng máy một chút. Đấy. Nhưng mà anh em phải lưu ý rằng khi chúng ta chỉnh bằng cái độ hở lớn quá thì nó sẽ gây ra một tiếng kêu. Đấy. Cho nên là anh em chúng ta phải chỉnh vừa. Nếu như chúng ta lên 0,08 thì khi chúng ta chạy rốt đa xong xuôi ok thì chúng ta lại phải hạ xuống cái lá 0,06. Đúng không ạ? Nhưng mà đây thì Hiếu muốn căn chỉnh cho nó chuẩn luôn, ok luôn. Thì Hiếu sẽ lấy lá cứ 0,06 luôn anh em nha. Đấy. Anh em chúng ta sẽ lấy lá cứ 0,06 và chúng ta sẽ căn chuẩn và chúng ta sẽ siết lại. Đấy. Rồi ok anh em nhé. Đấy, thì khi chúng ta cầm một cái độ cò này, anh em chúng ta nghe này nó vẫn có một tiếng dơ này. Đấy, nhưng dòng xe tay ga thì nó sẽ không bao giờ nó cho phép là kín liền như những dòng xe số, cho nên anh em chúng ta phải hiểu ở cái mức độ đấy anh em nha. Không thể nào để cho kín liền được đâu anh em ạ. Đấy. Ví dụ như là cái lấm xả thì chúng ta có thể căn 0,07 hoặc là chúng ta cứ căn 0,6 đều cũng vẫn ok anh em ạ. Đây, Hiếu đang căn chỉnh cái lá cữ chỉnh cò. Đấy, khe hở nhiệt. Đấy, thì rất là ok. Chúng ta có cái lá cữ này chúng ta căn chỉnh phát một thôi anh em ạ. Nó rất là đơn giản anh em nhé. Đấy. Đấy, như vậy là ok anh em nhé. Đấy. Rất ok luôn. Sau khi anh em của Hiếu chỉnh khe hở nhiệt cò sụ bắp ok rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành đến ráp nốt cái nắp đầu của nó thôi, là xong phin anh em nhé. Đấy. Thì rất là đơn giản thôi anh em ạ, không có gì khó. Đấy. Đấy, trong quá trình mà Hiếu hướng dẫn cho các anh em của Hiếu tháo ra và nắp vào
chi tiết. Đấy, rất đơn giản, không có gì khó anh em. Đấy, thì anh em nào mà muốn học nghề sửa chữa xe máy ấy, thì anh em chịu khó xem các cái video clip này của Hiếu, thì Hiếu cũng hy vọng tất cả anh em có thể tự mình sửa chữa xe của mình anh em ạ. Đấy, rất đơn giản. Đấy. Rồi, ok anh em nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ráp cái bộ máy này lên xe. Đấy. Đấy anh em thấy chưa ạ? Thì đây là chọn bộ máy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ráp bộ máy này lên xe là xong anh em nhá. Đấy, xe tay ga.